Thưa quý vị và các bạn, đêm qua thì mưa rông vẫn còn duy trì trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ. Nhiều nơi xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 cho đến 60 mm, có nơi mưa lớn hơn như ở tại Bắc Ninh là 110 mm, Hiệp Hòa Bắc Giang là 84 mm hay tại Hải Dương là 83 mm. Trong trưa và chiều nay thì mưa vẫn còn duy trì nhưng cường độ mưa sẽ giảm hơn. Tuy nhiên do trời khá nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ cao trong ngày tại Bắc Bộ chỉ ở ngưỡng từ 27 cho đến 30 độ trời mát mẻ. Sang đến ngày mai khi đới gió đông nam tác nhân gây mưa cho khu vực suy yếu dần, thời tiết sẽ tốt lên nhanh chóng. Mưa giảm về diện vài nơi với lượng không nhiều, ban ngày chỉ có nắng gián đoạn, đồng thời thì nhiệt tăng lên khoảng 2 độ và ở mức từ 29 cho đến 32 độ. Thời tiết tốt tiếp tục duy trì ở tại Bắc Bộ trong ngày 21 và ngày 22, trời hầu như là không còn mưa, ban ngày trời khô ráo và có nắng nhiều hơn, nhiệt tăng thêm từ 1 cho đến 2 độ. Đối với khu vực ở miền Trung, trong sáng nay thì đới gió Đông Nam vẫn còn duy trì và gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Lượng mưa tập trung nhiều hơn ở phía Bắc khu vực. Sau đó, từ đêm nay thì mưa cũng có xu hướng giảm nhanh. Trong 2-3 ngày tới, trời có nắng trở lại. Nền nhiệt, nhiệt cao nhất ngày tăng lên mức từ 30 cho đến 34 độ. Đối với khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, duy trì kiểu thời tiết tốt, ban ngày trời có nắng, với mức độ vừa phải nên nhiệt độ cũng không quá cao, cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 cho đến 34 độ. Vào khoảng chiều tối và đêm thì mưa rông chỉ xuất hiện cục bộ ở vài nơi trở vào phía nam trong hai ngày tới cường độ của gió mùa tây nam ở đây đang có dấu hiệu suy giảm dần nên tại cả hai khu vực là tây nguyên và nam bộ chỉ có xuất hiện mưa rào và rông vào thời điểm chiều tối và tối đến đêm thì mưa giảm dần tuy nhiên khả năng sang đến ngày 22 tháng 9 mưa rông sẽ tăng trở lại mặc dù mưa rông mạnh chỉ tập trung chính vào khoảng thời gian chiều tối và tối nhưng bà con vẫn cần chú ý trong cơn rông dễ thường kèm theo thời tiết cực đoan nguy hiểm như là tố lốc sét và gió rất mạnh. Còn vào ban ngày trời phổ biến có nắng gián đoạn, thời tiết thuận lợi cho sinh hoạt và giao thông đi lại của người dân, với mức nhiệt cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ và ở Nam Bộ sẽ là từ 30 cho đến 33 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước, mời quý vị cùng theo dõi. Ở phía Tây Bắc Bộ, trong các ngày từ 20 cho đến 22 có mưa ở vài nơi, trưa chiều có nắng, nhiệt độ tăng dần từ 28 cho đến 31 độ trong ngày mai, sau tăng lên từ 30 đến 33 độ trong ngày 21 và 22 tháng 9. Ở phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 20 cho đến ngày 22 có mưa ở vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ và cao nhất 3 ngày tới phổ biến từ 29 cho đến 33 độ. Đối với các tỉnh Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, ngày 20 và ngày 21 có mưa ở vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Sang đến ngày 22 thì phía Bắc có mưa ở vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Ban ngày trời nắng, nền nhiệt tăng lên mức từ 31 cho đến 34 độ. Tại khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trong hai ngày 20 và ngày 21, có mưa ở vài nơi, trưa chiều trời nắng. Sang đến ngày 22, trời có mưa ở vài nơi, riêng ở phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nền nhiệt cao nhất 3 ngày tới, giao động từ 31 cho đến 34 độ. Ở Tây Nguyên vào ngày 20 và ngày 21 ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác ở phía nam khu vực. Từ ngày 22 thì ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Nền nhiệt cao nhất 3 ngày tới dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, hai ngày tới, ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác ở phía Nam khu vực. Sau đến ngày 22, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Mức nhiệt cao nhất ngày giao động từ 30 đến 33 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong cả 3 ngày tới, có mưa ở vài nơi vào đêm và sáng, đến trưa chiều trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ và cao nhất phổ biến từ 29 cho đến 33 độ. Trên biển, thời tiết đã tốt dần trở lại. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa trong ngày hôm nay và những ngày tới có gió đông đến đông bắc cấp 4 cho đến cấp 5. Trời chỉ có mưa rào và rông ở vài nơi, ngày nắng tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Trong khi đó, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Mưa chỉ xuất hiện vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Tàu thuyền có thể hoạt động bình thường bản tin thời tiết trưa nay cũng xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại